Yêu cáp. Hôm nay anh mới lĩnh lương nên anh nhờ Phương giữ giữ dùm. Tôi nhắc thả đừng nói chuyện tiền nong thật. Mình nhắn tin với gái đéo mà mình nói chuyện tiền nong luôn. Cảm giác nó bị lợi dụng cái gì các bạn. Tôi đéo thích khoe tiền các bạn. Mà có tiền đéo đâu mà khoe. Trường kẹo, em đi thi đây anh. Hay là Hùng nhỉ? Thằng cuối này. Chúc trường kẹo thi tốt nào mà bài nha. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. 1873 cho anh em xem đây. À. Cay nha. Ui mù mẹ mắt rồi. Trời ơi. Tí chết ạ. Tí nữa thì bốc cức ăn vã. Mày qua mày qua mày quá anh em ơi. Vẫn có gọi là có tí 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 kỹ năng. Các bạn mới vào cho mình xin một like một follow nhé. Mà cái thằng này nó biết mình băng sọc găng. Mẹ mà nó cứ chạy ra xa chứ. Cái quả ở vừa cái chỗ nhà xe đấy. Ui 92 điểm ạ. Nhật Lan, hello anh. Chết mẹ là mình cầm sợ, mình cầm alok, mình cửa mình cầm scaler ạ. Theo Nhật Lan nhé. Mẹ làm mẹ câu thằng chú như ông kia nói thật à? Anh nhiều tiền lắm à? Mẹ thế thì đéo được anh Thanh em. Phong, anh chờ người ta đăng ship xong vô khen xinh. À thế à? À mẹ mày tăng gái lên tầm cao mới thế à? Ô mẹ thằng này bắn mỗi viên trên luôn này. Thà luôn. Bắn bao nhiêu viên mà đéo chết ạ? À? Ây giời, 1873 rồi. Nhắn tin với gái phải mặc giày á. Tùy thôi các bạn. Con gái có người này người này người kia. Có người nói tính cách này, có người tính cách như kia. Mẹ mặc giày người ta bảo các bạn vô duyên các bạn. Yêu cáp. Hôm nay anh mới lĩnh lương nên anh nhờ Phương giữ giữ dùm. Tôi nhắn thả đừng nói chuyện tiền nong thật. Mình nhắn tin với gái đéo mà mình nói chuyện tiền nong luôn. Cảm giác nó bị lợi dụng cái gì các bạn. Tôi đéo thích khoe tiền các bạn. Mà có tiền đéo đâu mà khoe. À nhìn nó rồi kìa. Duy Quang, đờ à con gái bây giờ kiểu gì ấy. Các bạn con trai thế, mình cũng khuyên thật các bạn. Các bạn nhắn tin gái đừng bao giờ các bạn nói vấn đề tiền nong. Ôi bốc mọc sừng này, ôi. Bốc có cái sừng này các bạn ơi. Ở ngày xưa mình cũng bị người yêu cắm sừng mà. Ấy nhìn các bạn nhìn cái sừng chưa? Cái ba lô con rồng nó chọc xương vào đầu tôi. Đấy cái sừng chưa? Văn Huy, yêu cà phê. Nó vẫn đang tìm mình, có đéo biết mình ở đâu rồi. À, nó bắn mình, nó nhìn thấy mình rồi đấy. Huy Đoàn, hello, chào hello, Huy Đoàn nha. Xem livestream vui vẻ nhé. Muốn kiếm là muốn kiếm một người con gái mẹ mà đi với mình đến cuối đời chứ mẹ mày kiếm kiếm một kiểu nếu mà nói về vấn đề tiền nong cứ khoe tiền thì mình nói thật các bạn khoe tiền nó cho nó mẹ mày đi ăn đi uống rồi mua cái này mua cái kia kể cả chục triệu rồi phịch xong rồi bỏ thì cũng chả nói làm gì các bạn đấy là những thằng fuckboy không nói làm gì thôi. Còn nếu mà nói thật sự các bạn nhắn tin với gái mà để kiếm người yêu mình thật sự thì tốt nhất là các ông là con trai các ông đừng nói vấn đề tiền nong thật. Tôi nhắn tin, nếu mà tôi nói vấn đề tiền nong luôn. Ui mẹ có bóp anh em ạ. Mình nói thật các bạn nhắn tin gái đừng nói vấn đề tiền nong. Mình đã trải qua nhiều rồi mình biết. Và cái này mình thực sự anh em đặt vấn đề thật luôn là nhắn tin gái. Đừng vào nói anh tiền. Được thực sự là đi ăn hay đi uống thì các bạn trả tiền cũng đúng thôi.
người ta thích cái gì thì mua, nó hợp lý rồi các bạn. Cứ mình cứ làm như mình không có tiền đi. Nếu người ta yêu mình thực lòng thì người ta cũng đéo đòi đâu các bạn. Văn Huy, anh chơi đá. Ôi thế bây giờ có nhiều ông nhắn tin với gái thằng khoe tiền, ông khoe này khoe kia. Là các ông mẹ đã bị sai lầm luôn ấy. Làm cái gì ấy? Làm cái gì ấy? Ok ok nha Huy Hùng nha, rút kinh nghiệm. Hay là Nguyễn Cúc, tiếp thu tiếp thu. Tiếp thu nha Hùng nha. Hoàng Nhát, chơi với con trai 12T còn thua nó. Chơi con trai 12 tuổi anh thua nó. Thế là anh biết dành thời gian cho con ấy. Chứ như bố em thì chán lắm, chả bao giờ dành thời gian cho con. Không phải mình nói xấu bố đâu, nhưng mà bố mình thằng mẹ mình cờ bạc rượu chè cho các bạn. Nguyễn Vũ, trận sau anh bốc nhớ đổi A-Lock nha. Hello. Má già luôn, cầm súng sạc nhảy một phát dí vào mồm nó bắn anh em ạ. Mẹ nó đau. Hốn cái tặng giống luôn. Châm Lê, bài chú bắt 6 đi gấp đánh. Với ghét. Với ghét đẹp 1-3. Ủa, đau vãi nhìn luôn ạ. Đau vãi nhìn ạ. Không chịu nổi đâu. Năm mươi hai của bóng keo ạ. Thằng này nó không biết mình luôn ạ. Chào buổi sáng anh Box. Hello Hoàng. À, nó mới lấp ở trên kia nhảy xuống. Hello Hoàng Tuấn nhá. Nhìn đồ rồi nên đã biết rồi. Mấy lọ mẹ bị Covid xong hò sợ thật. Anh ra ngoài đường ngắm gái đi. Hò sợ thật đấy. Thì thế người ta bảo biến thái mà. Ngắm gái bây giờ thì thiếu đéo thì chỗ mà ngắm. TikTok, Facebook, Instagram. Trời ơi. Sao mà cứ phải ra ngoài đường. Công lên TikTok, ông mẹ mày ngắm rú ngắm đít thì không ai bảo gì, chứ ông ra ngoài đường ông cứ nhìn rú nhìn đít người ta, không nhìn chằm chằm người ta chửi rồi đấy chứ. Cường Quốc, anh bắn hay thế sao không đua top thách đấu đi anh? Mặt chịu mà, anh không có thời gian. Thời gian đâu ngày ngồi chơi mẹ mày 24/24 các bạn. Mẹ neo thách đấu chứ. Thà luôn, sau đít có người ạ. À. Google ạ, trời ơi bị con gái bắn chết ạ. À, nếu biết sau đít có người ạ. Anh non vậy là mẹ mà bây giờ nó đứng vào đít tôi nó bắn thì tôi đỡ thế đó được các bạn kêu tôi non. Anh dùng data chạy bằng cơ mà. Anh dùng bằng hack sẽ đầy em ạ. Scaler đục cây. Bao khang. Má không anh đầu kìa. Mới hạ ranh nhựa nè anh. Là chỉ không nên đầu này. Đây giờ M500 này. Nguyên Hà anh, hello chú. Hello cháu Nguyễn Hà anh nhỉ. Đi ăn về rồi đấy à. Thằng này không biết có mũ 3 phụ kiện không. Cứ bắn thử một viên này vào đầu đi cho nó mất cái mũ đi. Rồi dùng M500 giết nó cũng được. Không nên đầu ạ. Nguyên Hà anh, cháu chưa? Tưởng đi ăn sáng rồi. Vừa bảo đi ăn sáng rồi gì.
Ôi trời, mẹ nó chết luôn anh em ạ. Bắn một viên vào đầu này để cho nó lấy cái mũ của nó thôi mà nó chết luôn chứ. Lê Đức Minh, làm quả resort xuống SCG đi. Các bạn mới vào cho Úc xin một like, một follow nha. Thank you các bạn rất là nhiều. Lại chết luôn chứ anh em ạ. Úi dồi ôi, chạy ra xa mày 10 mét luôn. Mọi tí dẫm vào mìm của mình tự chết ạ. Nó bắn chết đằng kia rồi kìa. Được rồi, đi thôi. Đồng chí bốc phi. Rút vào tám bệ. Nó chạy mẹ trong lèo rồi. Thằng này đen mãi đỉnh cho anh em ạ. Bị kẹp từ tứ phía luôn ấy. Minh Tùng, em rất không chào anh. Hello Tùng nha. Ôi trời ơi, tôi đang định phối hợp cùng thằng kia giết thằng này mà. Sao? Thế làm sao? Súng sạc cái gì? Sạc thì cũng không bắn một phát chết luôn được anh em ạ. Nhưng mà mình kéo tâm nó một phát nó chết luôn ấy. Bắn mù mắt à, vãi cả mù mắt à. Thà luôn tôi bắn có quả 4 viên ấy, nó lỗi đam mà không chết cái khẩu M8B hay bị lỗi đam á. Hiếu Villa, nó lại dùng cô tét. Sam và Nhung non quá, anh ơi hỏi chấm. Hai người là một mà các bạn. Anh ơi, hợp comment đi anh. À luôn mù mắt ấy nhở. Hoàn võ, anh ra bo CS động đội gánh. Eo. Mù mắt quá, bắn trái đầu gì. Các bạn cứ gọi em non đấy. Rõ ràng em vừa tải lại game. Nhìn cái danh là biết rồi. Đánh ra rồi em ngồi chơi với anh em. Bạn Trường, thế đấy. Bắn thử dạy anh. Đánh ra rồi em đang không ngồi chơi với anh. Em đang ở chuyện lớp học thôi. Thế hôm nay sao không đi học? Nhưng mà em ngủ quên. Trời ơi. Mẹ con gái con đứa. Ngủ quên có hôm cá em thì căng. Ngày mai em đi thi dạy rồi. Sợ ngủ quên vãi. Không có xu nhá. Ai cho bạn này cái. Thì Nguyễn, cho em xin ID đi anh em mới chơi. Và Sam K9. Ma Quang Thắng, bà Sam không mấy vậy anh, okay. Mặt cười. 2K5. 187 máu vào đầu rồi. Ôi ôi. Chứ rồi nha. Trời ơi. Trời ơi, Sam ơi mày phải cái tát dụng gì nữa được.
Mẹ mày trông nó toang anh em ạ. Trông nó Không sao, toang không thật sự. sao. Hoàn Võ Năm ba cuối cái cùng này động anh đội bốc gánh. với cả mọi người không nói gì đâu. Anh là không kêu. Chết mặt con người này. Trường Idol, buổi tối vui vẻ nha anh. Đã đứng cầm súng sạc ở đấy, bắn ke ke người ta rồi. Ok nha Trường nha. Tối vui vẻ nha. Người đâu mở quá đáng ấy hả? Người đâu mà quá đáng ấy. Đã đứng ke ke người ta rồi. Mình chạy gần quá, mình nghe tiếng mẹ có tiếng phát là mình biết là chết mặt con người luôn. Khải Hoàng, buổi tối vui vẻ nha anh. Ui chẳng ngày, không cầm bắn cũng top 1 luôn các bạn. Còn có mỗi thằng kìa. Game hơi dễ nhỉ? Hello Khải Hoàng nha. Thằng cuối rồi. Ra hay là bạn có cái nào? Đặng Minh Toàn, hay cầu ái đủ ở top 1 bằng sức hộ. Cái gì? Thằng này một viên thì chết luôn, bắn viên đầu rồi lấy đam viên 2 to ăn to này. Thế nó không đầu ạ. 157 máu. Không, viên đầu bắn xuống đất mà viên 2 bắn lên đầu, đam nó vẫn thế à, đam nó vẫn tính là viên đầu à. Ôi. Trường Idol, bốc ăn uống gì chưa anh? Chưa đớp gì luôn, đói mẹ nhìn. Vừa ngủ dậy mà. Đau nha. Đau nha mẹ đét ơi. Nguyễn Lang, anh với em đi bú nào không anh? Bú nào là bú cái gì? Nó tao khi khó chịu rồi nha. Đúng rồi mày công mẹ mày đây đây xem nào. Mày công đây xem nào. Đấm vỡ mồm mày luôn này. Vũ Đức Hoạt, tôi sẽ gửi anh đi. Mày bom keo đi. Nó chích vào đít mình từ góc bên kia sang bên góc bên này. Già nó vừa nó bắn cỏ K98 mà cứ tưởng nó bắn cỏ AW các bạn đau quá nhỉ. Tới nó anh. Cỏ K98 bắn đéo mất 100 máu một viên ạ. Thà luôn cái khẩu K98 skin tăng hai sinh giáp và bắn nỗi vậy nhỉ. Ó thằng ở gần mình này. Nguyễn Nam, anh đấm top 1 đi. Có khả năng đéo nhảy được à? Ô, cho anh không bắn được à? Ô, cái chỗ này không bắn được này. Quang Duy, chào cháu cái Duy. Hello Duy nhỉ? Thằng này cũng không có gì luôn ạ. Tuấn ca, hello anh. Thôi Tuấn ca nha. Ôi thằng VGX kia nó không bắn cái thằng này chứ, nó bắn mỗi mình thôi ạ. Ôi thế hai thằng này tem mắt rồi. Thằng VG thì nó đéo bắn là ngày nó cứ bắn mình thôi chứ cay thật sự ạ. Nguyên Phạm, bài pass chưa thuốc khóa ơ cao đấy anh. Chả có khóa gì đâu. Mọi chấm mẹ nó cùng là một bảng hết em ạ. Nó từ bên nước ngoài về hết, chả qua là về Việt Nam. Mấy ông Việt Nam mẹ mày cứ sang sẻ rồi cài cái này cài cái kia vào biến thành của mình thôi chứ. Khóa đéo gì. Hello chú. Hello Tê Măng nhỉ. Chú không biết, à quên nhầm, bốc không biết mấy bạn khác nhà nhưng cổ bốc chơi 3 tháng rồi chả làm sao cả. À quên nhầm 3 tuần rồi.
cứ nghe mấy cái thằng ở trên mạng nó nói linh tinh làm cái gì. Thực tế ở trước mặt các bạn cái này. Nguyễn Nam, anh đóng sẽ gửi ở đâu cho em xem với. Thực tế ở trước mặt các bạn cái này. Khóa nick hay không thì mình bảo. Chứ còn đừng lên mạng anh em mấy thằng vớ va vẩn nói phép nữa các bạn. Nếu mà khóa hay không thì tôi bảo anh em rồi. Tôi chơi 3 tuần rồi tôi vẫn thấy không bị khóa mà nhiều người khác tôi cũng để ý là người ta chơi chưa thấy bị khóa rồi. Nhát vô bùn. Hello box. Hello nhát vu vu nhé. Nếu mà ông cảm giác sợ thì ông có thể chơi bình thường thôi, đừng dùng nữa. Đâu có ai bác ông dùng đâu. Đâu có ai bác ông dùng đâu. Hay là bé Thùy nhỉ. Anh thấy anh có vớ va vớ vẩn không mà anh mẹ một thằng vớ va vẩn em. Nhưng được cái là cái anh nói nó có bằng chứng. Bữa nào anh box mở team code cho tụi em chơi với ạ. Được cái là cái anh nói nó có bằng chứng của mấy thằng ở trên mạng nói làm đéo nó có bằng chứng đâu. Bằng chứng của mình là mình chơi bài bác được 3 tuần rồi và chưa bị khóa nick đó các bạn. Ôi ôi mẹ bắn đúng nó chạy chứ. Nguyễn Bình, đi anh. Hay là Bình nhá. Ô. Ông này nhân hội vậy. Lao ra ngồi nút đồ ạ, à, như chỗ không người ấy. Bom. Nghe có người mà, nghe có tiếng chân rõ ràng luôn anh em. Chào xin, anh chơi PC anh. Ồ. Trần Nam, thầy Vũ Huy dạo này có thấy đọc kinh không anh? Chơi lấp này không phải kỹ năng của bác rồi. Sao cái lơ đục hàng rào? Chết mẹ mày chưa? Thấy biết ngay mà. Ngồi đấy à? Trần Cường, anh chơi server nào thế anh bốc? Server Việt Nam em. Em nhìn ping này em biết á. Nếu mà server nước ngoài làm sao ping từ 18 nhỉ? Bình thường chơi mấy server kia ping thằng mẹ 50-100 rồi à? Vân Hà, hello, chào Vân, chúc bạn xem livestream vui vẻ nhé. Hello Vân Hà nha. Ủa, nhiều bom keo quá. Đã có kỷ lục bom keo mới chăng? Ba mươi năm của bom keo cũng không nhiều lắm. Bình thường. Nguyễn Minh Khang, sao anh chơi server Việt Nam trên PC toàn người vậy? Kỷ lục bom keo bốc mà 80 mấy quả bom keo thôi anh em. Một viên. Hai viên. Ôi thế mà không trúng ạ. Ân Bảo, bắn vô BG đi anh. Mẹ mày giờ đang livestream Free Fire tự nhiên xăm bắp gì để chúng nó chửi mặt cho à. Ngày xưa có một cái ông nào đó đang bắm bắp gì view đang cao tự nhiên sang live Free Fire view thấp mẹ luôn, xong giờ bỏ nghề rồi. Ô. Oh. Hội kia Serato Bắc, Mark em. Ông nào nhỉ, ông Tấn Quang à? Ừ. Ra bỏ nghe thôi. Khó chịu nha. Nguyễn Minh Khang, sao anh chơi server Việt Nam trên PC toàn người vậy? Anh dùng bypass em ơi.
họ Trần Khang, lô anh Giai. Hello họ Trần Khang nha. Cứ đứng ở đấy rồi. Ra đây xem nào. Cứ lấp. Cay thật. Hello Lê Thị Hữu Tình nha. Hello Văn Đạt. Hello Kiệt Nguyễn Tinh nha. Hello Ngô Phan Huấn. Ui, sắp lên điện thoại rồi. Phong ở đâu đây anh? Anh đến anh đón Phong lên đây. Anh mở máy tính anh cho Phong livestream Phong bắn này. Nó bắn nhau kìa. Đây giờ bốc đến ngay rồi. Hello Duy Anh nha. Sao đi. Trời ơi, ăn cức rồi. Bỡ người ta. Bị kẹp rồi. Xong. Bị kẹp chứ cay thật. Một mã không keo đặt, nó đéo được kịp anh em ạ. Toàn. Cảm ơn Lưu Văn Hoàng, cảm ơn Nguyễn Anh Đông nha. Hơi toang anh em ạ. Tiến Phang, lỗi. Nếu giải chặn bạn sao giải chặn đâu. Người ta chết, người ta quay lại kêu giải chặn.